Con ơi, đợi chị mừng mấy nhà người, chị mừng đi uống nước rồi, đợi chị mừng năm năm vài cái 5 phút nha mọi người. Chị nói gì thằng chị nè, ủa nhanh vậy, nãy nói 5 phút mà vô lẹ vô. À, thì cũng hello mọi người, hello mọi người, em cũng mỉm đây mà nói lộn. Mà nay mình sẽ đi tìm mấy đứa con cho con mèo mẹ. Làm gì mà không trông con, mất bảy, có phải đứa mất bảy đứa. Thôi nói chuyện với mẹ đi kìa. Ủa, những skill phải làm. Skill này skill gì vậy? Thì skill con chó đó. Thôi nói chuyện với bà mẹ đi. Ừ ok, ước gì có cánh. Ôi, cái bạn nó có cánh kìa. Giúp với con tôi bị lạc dưới lòng tìm bấy. Em à, tìm 7 đứa con mang về cho chúng tôi. Có rất nhiều bay. Ừ, bạn không có skin bay nè, bay được. Bay được. Thôi đi 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 đi. Có không gì? Có đạp chuối nha, đạp chuối cái chết á. Chết xong cái làng á. Ôi có chịu khóa tay tiến kìa, lấy đi. Ui không lấy chịu khóa tiến đâu, cái đó khó quá. Vậy luôn. Vậy luôn. Vậy luôn. Đừng có lấy chìa khóa đỏ. Con lấy chìa. Con lấy em nào cuối cùng. Sợ. Vô toilet đại đi. Trời ơi. Trời ơi, có hai cái đầu chó luôn. Em vô toilet lẹ đi không chịu. Em không muốn vô toilet, em là toilet cuối cùng. Em mình dậy đó mọi người, cái tí vô phòng lại quay toilet rồi. Làm cái gì lấy cái gì đó thì lấy. Lấy cái gì thì lấy cái đó. Trời. Con mèo đứng ở giữa, con mèo đứng ở giữa nằm. Có cái gì lấy cái đó mà quá. Vô Merry Christmas. We có đỏ cho nó chết các bạn. Mình quên nói. Các bạn nhặt lên. Rồi chạy. Nãy có con mèo bên đó đó. Bảo chạy về lẹ đi. Không lại chết nữa. Lời trước là mất con đó. Chết là không nhớ đường đi không. Trời ơi nhận. Ê ớt, ở bên đây nó có ghi chú 7 đứa nè con nè. Ờ à, đúng rồi á. Một đứa vui chưa. Thang chiều được cái thứ cái vui dữ chưa. Mà không thì lấy cái đó cho cái đó mình lấy cuối cùng. Ủa cái toilet có gì. Phô phô. Để thì giờ thử tìm đi. Chị nào không bắt cô rồi, cho chị vô ha. Chị làm chị khóa tím đi, chứ không là không có nhiều thời gian đâu. Quỳ quá, chú quá. Làm chị khóa. Ủa, cái chỗ cuối cùng mà nó dẫn chết rồi sao? Làm chị khóa tím đi. Nhưng tại vì có con đó. Trời ơi. Tại sao vậy? Biết chị nãy đi một kia rồi. Này đi. Chị chẳng nó thôi. Cái gì quá tím đi, có cái gì lấy cái đó mệt quá. Nè, đút vô. Rồi, lâu. Ồ, lâu, lâu. Nhưng mình chơi trước, mình chơi thứ hai, ok con. Em có 2 lần hồi sinh. Em có 1 lần hồi sinh. Ok. Lần đầu là không có tính, nhưng mà lần thứ hai là tính. Em nghĩ kè lắm, đừng nói gì. Ủa rồi là kè dữ chưa, tới đó rồi rồi là kè dữ chưa. Già lắm luôn á, không tin chị nhìn. Không cúi cái rớt mọi người. Dạ không cúi cái rớt. Chị không dám ai á. Tay nhảy vào tay, nhảy trong tay nữa. Cái khúc lên bức tượng cái mình rớt không hiểu sao luôn á. Chị phải đi khúc đất từ từ. Dậy luôn. Chứ phải phóng màn hình to lắm. Ồ, nay nhảy lần cái được ta. Không muốn mọi người đợi lâu nè, em nhảy như vậy. Ủa? Vô. Rồi, đứa con thứ hai nhẹ mà vui. Em đang sắp. Trời ơi, tự nhiên bắt nước chuyện chi vậy. Thanh Diêu. Ừ, tìm được 2 đứa rồi, còn 5 đứa nữa. Cậu bảo đứng nó nhảy vậy, nằm đó nhảy vậy luôn. Đi tìm cái bồn cầu đi. Thấy cái này thì làm cái đó. Cái màu xanh lá cây kìa. Nó đi rồi. Trời ơi. Nó đi dữ chưa. Dạ, con kia nó đi rồi. Tại em không nhanh được nhanh chóng á. Em còn nhớ kìa đó. Để có người chạy qua cho nó lẹ. Ok.
Cái màu tím thấy cái màu tím phá đỡ ngang vậy luôn á. Cái màu tím thì làm xong một cái rồi. Ủa? Hai cái. We wish you a merry. Cho mà em xui quá vậy. Thì xui, 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 xui quá trời xui luôn. Quá là xui. Chú xui kéo dài luôn. Hello. Cái làm rồi. Chạy qua bên đây, chạy ngược qua bên đây. Rồi chạy chạy thì nó không đuổi. Thôi bạn nó chạy bất an quá. Bất an, ê cái toilet kìa. Làm cái toilet trước đi. Rồi vô cái toilet để nhặt con mèo đi. Ừ. Giờ em có kinh nghiệm rồi. Được hai đứa à. Vui chưa? Vui chưa? Tắm đã chưa? À, giờ đi xuống phá đảo nè. Em chết một lần thôi, lần này em chỉ có một mạng thôi. Hello mấy cưng. Mày đó. Không trời. Trợ gì vậy? Sao đúng? Đúng rồi. Em có bơi sát qua. Nhắm mắt bơi sát qua. Em là nói em bị chết á. Quỳ. Áp lực nước. Quy đó đi lên này bấm nhảy nó lẹ thôi nhảy giờ nhảy có bạn nào kìa tên nó có phải nhảy gì không đi xuống quỳ hello hello mấy cưng nhảy đứng dài thì em tưởng nó vẫn đẩy qua nhưng mà bơi bơi xuất phát lên rồi xuống nặng nặng lặng xuống gọi đi lên ọc quá anh không phải đi lên khó thì qua tay đừng có làm mất thời gian mọi người nha. Ủa để xem ủa cái tóc sai sai hello thôi đi xuống không chơi với con chó. Trời những cá này. Ủa em bơi qua đâu vậy? Để có nhìn xuống nhất để bơi cho nó. Cho nó. Đó mọi người nhìn ở đây không thấy gì hết. Đừng nghĩ vậy nha. Lên đi mọi người ơi. Chuẩn bị tới cát chưa ta? Hình như chỗ này cát sao? Này là ừ đúng rồi. Cái... Ừ đúng rồi cát của em à. Cát là con cá. Ờ lục là con mèo. Chạy đi. Nè đi vô. Rồi đến xếp ba. Vui chứ. Vui chứ. Thang kiều. Ờ vô. Ờ amazing. Bây giờ vô cho hết. Xuyên tiếp đi. Con thứ tư. Con thứ ba. Con thứ tư. Bé thứ ba rồi bây giờ đi tìm bé thứ tư chứ gì tìm bé thứ ba vậy. Trời cái chìa khóa thằng xanh lá em nhớ không? Nhớ. Giờ mình đi tìm lại cái chìa khóa xanh. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Giờ mình chạy ai nhanh lên nha. Nãy giờ mình đi cổ đó, mình đi cổ bên kia đi. Ừ, đúng rồi. Cả bạn làm nó luôn. Kệ bạn nó đi, cứ đi đi. Tại tội bạn nó ghê đó. Tội cái gì? Không biết mình lại có gì luôn. Chạy. Ê, có cái gì đó. Đó, nhặt lên, đi vô. Đó, phải coi thử bên trong có gì chứ không lại là con cờ hó. Ui, cục xương. Cục xương thì được rồi. Ờ, rồi có gì vậy? Không có được nhảy vậy, nhảy vậy đó chẳng nó. Thì có cái lưới nào chẳng nó. Nè, giờ chờ chị cho anh thêm một lần hồi sinh nữa không? Ok, được. Chặn dữ cho, cái khúc này mới chặn nè. Ừ, yên còn. Đó, nó chặn nó. Cục này nhảy xuống. Chỉ có hai lần thôi. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy hỏng lên. Dễ. Khúc này. Cái gì? Khúc đó đúng rồi. Nhảy qua tay. Mi. Xuống tay. Trời ơi, biết vậy khỏi cái nút nhảy rồi. Hình như có nó phải thả được tự do nó mới xuống. Ờ, ở dưới là một bầu trời đầy sao luôn ha. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ở dưới là một bầu trời
đẹp ghê luôn á. Sao giờ anh chuyển góc nhìn? Góc nhìn thành góc nhìn thứ nhất. Nó chặt này. Nó chặt, ai chả biết nó chặt. Nó chặt đó. Ai chả biết nó chặt. Nãy em nói rồi, nói lần. Nhưng mà còn một lần nữa. Hãy nhớ. Giờ em chuyển góc nhìn. Em chuyển góc nhìn thứ nhất. Ủa? Thì bỏ lại góc nhìn đó thôi. Ủa alo. Ủa alo. Ủa alo. Ủa alo. Mà có cần tắt. Ủa alo. Nhảy như vậy nó đỡ sợ. Nó kiểu như là thì thấy nó mạo hiểm hơn. Thật. Mi, lên đi. Sợ dừa. Đi. Trời ơi, sợ dừa nó thành dừa sò luôn. Dừa sò. Nói gì? Rồi giờ phút này thả tự do nè. Ủa mà nó nhảy. Thả tự do. Bạn nó thả tự do mà. Đó, thả tự do. Chị đói. Em bấm nè, em mà bấm nút nhảy á đã thắng rồi. Ủa gì hả? Vậy luôn hả? Ừ. Tí nữa khúc đó chị bấm nút nhảy xem sao. Nhưng mà không biết có lên được khúc đó không nè mọi người. Đúng không? Khúc đó hẳn dễ lắm nhưng mà tại chị kêu thả tự do. Thì chị tưởng thả tự do, tí nữa chị cũng sẽ thả tự do. Thả tự do luôn đi chị. Chị thả chị xuống luôn đi chị. Chị làm gì cho em thắng chứ bộ? Rồi, ok. Thấy mày đẹp không? Không. Nhảy qua đây. Trời ơi, sao tự nhiên cái mình nhảy khúc đó gì vậy ta? Mình đi ngủ thôi, chạy chạy được rồi. Mày đi trước đi. Nhảy qua. Chặn. Không có chặn. Khúc đó mà thả tự do. Em quên rồi hả? Không được, chị góc nhìn để y như vậy. Chị muốn để kiểu gì kệ chị là đứa nhảy ok. Để chạy em thấy cứ khó chị sao á. Sao sức nhảy lên cũng được nữa. Nhảy lên cũng được. Nó bị chật á. Nó bị chật cái tay á mùi. Thông cảm nha. Đừng thông cảm nha. Nhớ thông cảm. Nhớ thông cảm nha. Nãy giờ mới có ba con thôi hả? Xíu xèo vậy? Trời, chán thiệt luôn á. Để mình gỡ tóc ra. Để coi nó có hơn được Phật nào không? Lần này em sẽ thử nhảy thử một lần. Chứ... nhảy... Ủa chắc cũng thành... Thường thường á, em không nói là nhảy được. Nhưng mà thường thường nói là không nhảy được. Đậy sống luôn. Đó thấy không? Nói thì em biết nữa. Bây giờ hồi nãy, im luôn rồi. Bây giờ nó sẽ nói. Bây giờ mình sẽ xin im nha. Tèo, 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 tèo. Cười gì mà cười. Rồi là im dữ chưa? Ui, sao? Mẹ thủ vậy thôi. Mẹ sẽ chờ vui. Ủa, cũng nói kìa. Muốn nhảy nhảy, muốn làm gì là ok. Đó, mì thấy chưa? Chưa. Con thương tư đã được giải cứu. Nè, cầm lên. Đó, nó kêu chuyển lại. Nhưng mình đi vô đây là được. Chưa, con thương tư đã được cứu. Vui chưa? Rồi. Mà tắm mới đẩy được đó. Bây giờ đang rất là nóng luôn á. Nghĩ sao vậy ba? Tự nhiên cái chuột á. Mì thấy vui lắm. Đùi xì nó quýnh. Coconut kìa. Ừ đúng rồi, các bạn coconut nãy hả? Nhảy lên. Chạy qua. Chạy hết sức mình. Thấy hiện đỏ có điềm. Đây là có phóng màn hình thứ nhất nữa. Em sẽ đi bên khúc này. Chứ Mì ơi đừng chạy nữa. Mì thấy không? Mì vui lắm. Nhiều mì ở đây không vui. Chạy đi. Chạy đi bên đất con. Cái này giống như là cái mê cung á mọi người. Ừ đúng rồi, cái mê cung. Ôi, có một xanh. Ủa, nó còn đâu đây thôi. À đây à. Không có cần. Đó, hai đầu chó luôn. Ah.
hình như bên đây, bên đây, bên này. Họ có nó đủ lẹ lắm. Hình như bên đây. Gì vậy? Bên đó đúng rồi mà, tại vì nó đuổi lẹ quá. Đó. À đây. Nhớ nữa. Đúng rồi. Bây giờ là mình đi khúc này nha, không đi khúc kia nha. Khúc kia buồn. Còn thứ 5 rồi mọi người ơi. 5 tới 6 rồi tới 7 á. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đưa con này. Tự nhiên cái mà làm vậy. Nói chuyện cái chục lần rồi. Con thứ 5 rồi, còn một con nữa. À, còn hai con nữa, nó lộn. Cho nó lại. Nó lộn không cho nó lại, nhưng mà nó lại cũng không cho nó lộn. Vậy là bây giờ mình đang đi tìm con thứ 6 á, đúng không? Mây từ từ thôi, mây từ từ thôi. Mẹ biết mẹ buồn á, mây từ từ. Okay. Con chạy. Con nó đuổi hay mất? Là, ủa, gì nữa? Là khó. Không có điện gì chi. Có điện chắc luôn. Đó, bạn nó nhảy xuống luôn. Ủa, vẫn có điện. Ủa, alo. Không có, không phải điện. Thấy cái con đó là đi vô nha, đừng đi vô cái này nha, đừng nhầm tưởng nha, cái gì. Đó, bạn nói là hố xong cái em chết luôn. Ừ, ai biểu? Hai người chết chung. Ai biểu là hố chung? Chơi vui thì... Mi chị xem. Đó, coi chừng cái này đó. Đi qua đây đi. Trời ơi, gì vậy? Ừ, hình như có cửa. À đúng rồi, đường đó đó. Đúng rồi. Đi xuống đi. Trời ơi các bạn này. Biết ở đó có rồi. Mẹ còn đi xuống này cho người ta chúc chung hả? Bộ nhìn vui lắm hay sao? Ừ, đúng rồi, vui thiệt. Con chó. Đó. Mọi người ơi, mình có một tin rất là vui nha mọi người. Giờ có nên nói không? Nên nói không chị? Không biết. Thật ra chị mình đã đủ kim cương để tặng hoa cho mọi người. Ok. Nói chị này nha. Đó. Con chó gì đó đó. Đọc hối liên tục. Vậy tao làm chi vậy? Con làm cho mình chết hổ. Du dữ. Trời, tiên thấy con người như vậy luôn á. Trời, tiên thấy người vui vậy luôn. Vui tính ghê á. Đi xuống. Trời, những mi vậy thôi chứ mi tiên nhân lắm đó. Sụp hố liên tục. Cẩn thận. Không biết khúc này sai rồi. Sụp hố liên tục. Khó, thấy không? Trời, khúc cuối cùng á là chị phải cẩn thận cực kỳ nha. Thì nó cho mình rớt xuống hố này luôn á. Nên mọi người rớt xuống cái xong cái mình chạy liền. Ok. Ok. Dạ. Đi. 6 con rồi, còn con nữa thôi. Con cuối cùng. Con cuối cùng ở đâu nhỉ?
À, không biết nữa. Ờ, chị còn chịu hóa diễn chưa tiền? Ừ. Còn thì em cũng chết thôi. Ừ, em cũng biết. Hận lắm. Em đã có những thứ nhất mà em nghĩ được. Ê, sao bạn này bận làm con chú gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Một tiếng tiền rồi. Con chú thôi được đạt. Trời ơi, bạn quyền lực. Em mới thấy các bạn quyền lực. Vậy đó hả? Skin. Tại sao mọi người lại thích hơn skin nhỉ? Mắt nè. Màu vàng nè, màu vàng nè. Màu vàng chút thích làm. Trời ơi, màu vàng. Đây coi, đây coi. Phù, hơi quá. Ủa, em đang ở đâu vậy? Lưu đi, lưu đi. À, nhớ lại cái nhảy, mấy cái đó. Ủa, nhảy. Chưa kìa lắm, nhảy luôn á. Không, cái này cứ xa vời nhau thế. Thôi học sao gán vậy. Đặt thì cũng đặt gần gần cho người ta nhảy. Quá nó lừa. Trời ơi. Thì đây là có nhiều cái lừa. À, phải nhảy quá. Sao để nhảy có đụng đây nè. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sao chị thấy cái này nó lạ quá vậy? Có, phải có nút nhảy. Nó đi qua. Chứ không có được làm cho con nó bị trúng. Nhảy. Trời, nhảy không được. À, có cái mình phải canh để nhảy. Không có được. Đừng. Nhảy nó cũng không đổ á. Cái nhảy qua đây nè, sao cái này khó dữ quá à. Khó dữ cái thần luôn á, đúng không? Ừ, đúng rồi, con mèo kia mà em phải qua em nó. Trời ơi, hiểm được rồi. Trời ơi, phải để sát góc này xong cái mới nhảy qua được, em hiểu. Vậy luôn á hả? Trời ác dữ thần. Trời ác dữ vậy? Có thể là cái trò chơi nào mà để chưa nói hết câu làm nhảy xuống đó đi. Ê, em khúc đá nó lừa mà phải từ trên kia nhảy xuống đây. Ủa là tự nhiên mình xuống nó lửa chứ cái gì vậy ta, lộn hướng hả? Mẹ không có được chuột. Chuột qua đây. Rồi lấy nghèo chưa? Phải đi xuống đây nè. Xó thấy không? Không biết bạn nào được chưa ha. Chứ mình là con thứ 7 rồi đó. Con cuối cùng trong đời. Có bạn nào hoàn thành giống mình chưa? Ai chưa? Có ai chưa? Em 6 con rồi. Giờ còn một con này nữa thôi. Vậy hả? Nè. Vui chưa? Chuyển sang nơi khác. Ô ái. Dễ chưa? Chắc là được ô ái luôn á. Dạ cái nách. Không có bạn nào vượt qua được trước em hết. Em là người đầu tiên. Trời ơi, nhìn nó hoàng hậu chưa kìa. Nhìn nó đã chưa kìa. U là trời. Làm cho chị hai đi cấp. Làm cho chị một ly cấp treo coi. Nhặt được. À, là, trời ơi, hóa ra là nó lấy được cái táo. Nó lấy được cái táo chị. Để trên bàn nó lấy được nè. Đi ngồi đây, mi xuống xuống. Để nát chưa. Em nè, nhìn em nè chị. Hả? Ngông 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 ngông. Có biển nữa nha, nước ở bên kia. Trời đang tối mà không thấy rõ. Trời ơi, có hai bạn qua được rồi kìa. Có hai bạn qua được rồi. Mình từng xuống nhất trên hành tinh. Trời ơi, nãy giờ. Trời ơi, giờ ngồi đây mới thấy mấy bạn nó qua được nè.
là bạn kia chết rồi. Em reset lại các mạng lỗi. À, phải chơi lại từ đầu. Ý có cái gì ta kia cả lấy nữa. Có quy định như kia. Tốt nè. Vừa đứng đây vừa đánh. Ủa đánh gì ta kiểu gì vậy? Không có đứng đây đánh gì ta được. Thôi ngồi ăn táo. Vậy thì cứ ra mà ngồi đi. Nhưng mà em muốn tham quan một chút nữa. Cái chỗ kia bán là bán mấy cái này em mới một đặt đó. Mình sung sướng quá trời luôn. Em vào ngồi cho đây đầu tiên luôn á. Vậy thì bác mọi người đi cho mọi người đỡ tốn thời gian. Bây giờ em sẽ đi bơi, sau đó em bye bye. Trời, những hồi nước cười vậy. Ui, ui, có cái khâu chưa? Trời ơi, giờ mới thấy. Ủa, có mấy cái khác nữa nè. Ủa, cái này cái gì vậy? Cái gì? À, cái này. Hãy nói với mọi người đi. Nhưng mà đợi em một chút, em phải đi chùa cầu chùa cái, chùa cầu chùa ngút cái. Nhìn nè, có nước sung xuống chưa? Đó, ghê chưa? Thôi thì cũng bye bye mọi người, hẹn ngủ với sau nha mọi người. Mình nhớ subscribe cho mình gần kênh nha. Bye, bye mọi người, ăn miếng cáo.